À, bác Dương xin mến chào các ba mẹ và các bạn. À, trong giai đoạn hiện nay khi mà có rất là nhiều em bé đã vượt qua được giai đoạn F0 thì các ba mẹ lại vô cùng hoảng sợ, lo lắng về vấn đề hậu Covid của trẻ. Vậy thì hậu Covid có đáng hoảng sợ, lo quan ngại đến như vậy hay không? Thì sẽ cùng bác sĩ Hương tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. À, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm hậu Covid. Hiện nay thì cái khái niệm hậu Covid thì cũng đang được cân nhắc, nó sẽ khác nhau về mặt thời gian. Ví dụ như là theo CDC của Hoa Kỳ thì người ta quy ước hậu Covid là những các cái triệu chứng có thể là mới xuất hiện, hoặc là có thể là tiếp diễn, hoặc có thể là tái lại của em bé sau khi nhiễm Covid 4 tuần trở lên. Tuy nhiên thì theo phân loại của NICE thì những cái triệu chứng mà xảy ra của em bé sau nhiễm Covid từ 4 đến 12 tuần thì được gọi là hội chứng Covid kéo dài, hay gọi là long Covid. Và những cái triệu chứng mà xuất hiện sau 12 tuần kể từ khi em bé bị nhiễm Covid thì được gọi là hậu Covid. Nhưng mà dù thế nào thì tất cả những cái triệu chứng đều có thể xảy ra sau khi em bé nhiễm Covid, và đó là vấn đề mà cả thế giới cũng như là Việt Nam chúng ta đang rất là quan tâm. Vậy thì cũng có rất là nhiều các cái nghiên cứu đã được thực hiện. Tuy nhiên là các bạn cũng biết là đại dịch thì cũng mới trong vòng 2 năm nay, cho nên những cái nghiên cứu thì rất là mới và diễn ra ở khắp nơi trên toàn thế giới, và đưa ra những các cái con số khá là khác nhau, khá là dao động. Ví dụ như là có những cái nghiên cứu ở Úc chẳng hạn, trên một cái quần thể là 171 trẻ, thì người ta thấy rằng tỷ lệ hậu Covid chỉ chiếm có khoảng 8% thôi. Tuy nhiên là trên các nghiên cứu khác ở châu Âu thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ hậu Covid ở trẻ lại khá là cao, chiếm đến tận có những nghiên cứu cho thấy đến tận 46-48%. Đó. Tuy nhiên là tất cả các nghiên cứu thì bác sĩ Dương thấy có một đặc điểm chung, đó là cái mức độ nhiễm, mà gọi là mức độ triệu chứng Covid, triệu chứng sau khi mà nhiễm Covid của trẻ thì phần lớn là ở mức độ nhẹ, và phần lớn thì cũng tự giới hạn, tức là em bé hoàn toàn có thể bình phục được. Có một số nghiên cứu thì là sau vài tuần thì cái tỷ lệ phần lớn là như vậy. Có một số em bé có thể diễn biến sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm thì hầu như là em bé đã phục hồi hoàn toàn. Đó. Và cái một trong những cái biến chứng mà nguy hiểm nhất của hậu Covid đó là hội chứng MIS-C mà các ba mẹ nghe thấy rất là nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên là cái tỷ lệ mà MIS-C tính trên quần thể các nghiên cứu thì chỉ có dưới 2% thôi, có nghĩa là rất là ít. Tuy rất là ít nhưng chúng ta cũng không được chủ quan, đúng không ạ? Bởi vì những cái biến chứng của MIS-C thì rất là nặng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của các con. Bởi vậy cho nên qua những các cái nghiên cứu như vậy thì các ba mẹ và các bạn hãy đừng hoảng sợ về hậu Covid, và tuy nhiên thì cũng không được chủ quan, mà quan trọng đó là chúng ta phải theo dõi em bé chặt chẽ để phát hiện các cái dấu hiệu trở nặng của con liên quan đến cái hội chứng MIS-C hậu Covid, để mà cho em bé đến khám và điều trị kịp thời thì hoàn toàn các em bé có thể bình phục được. Đó. Và người ta cũng nghiên cứu thấy rằng là những em bé mà được tiêm phòng đầy đủ thì cũng ngăn ngừa được, giảm được cái tỷ lệ hội chứng hậu Covid. Bởi vậy cho nên các ba mẹ và các bạn nhớ cho em bé tiêm phòng đầy đủ và thực hiện 5K để tránh lây nhiễm Covid cho trẻ, cũng như là tránh tái nhiễm Covid cho trẻ. Và bác sĩ Hương hy vọng là cái video này sẽ phần nào giúp các ba mẹ hiểu được thực trạng của tình trạng hậu Covid ở trẻ, và cái quá trình này cũng vẫn được thế giới tiếp tục nghiên cứu trong thời gian sắp tới, và bác sĩ Hương sẽ chia sẻ các cái kết quả tiếp theo ở các cái nghiên cứu tiếp theo cho các ba mẹ và các bạn. Các ba mẹ và các bạn nhớ like, share và đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương để được đón nhận các video tiếp theo về quá trình chăm sóc trẻ. Bác sĩ Hương xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.